Lady behind me. She doing it. Oh, girl. She keeps yelling. I'm about to go outside and punch her. I'm about to go outside and punch her. She keeps killing me. Right now. Well, because it was cái gì đó cho nó nhịp nhẹ phải không, cho nó
kiểu như là có tên chữ rồi nhẹ thôi, chứ là mà kiểu như cái cụ nó to lắm này, chà bá lắm. À giống như mấy tiệm ở bên này nè, tiệm ăn bên này nè. À mấy cái tiệm ăn bên này nó có cái chữ nhỏ nhỏ nhỏ, cái chữ này thôi, dán lên thôi, giỏi rồi. Chứ nó rớt rồi 1.400 lắm bác. Bao nhiêu 1.400 hả? Làm cái chữ nội, cái chữ như thế nào? 1.400 có ấy không? Thank you.
And these people, they be tapping out of that, I think she already finished with my mama first class. Let me see, okay, in a minute. Recording.